Xin chào các bạn, ngày hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau đi giải bài tập số 5 trong sách giáo khoa trang 117. Bài tập số 5 trong sách giáo khoa trang 117 yêu cầu chúng ta đó là cho 2,24 gam sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 2,4,5 gam axit sulfuric. A. Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam? B. Tính thể tích khí hydro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn. Vậy thì với cách làm của bài này thì việc đầu tiên của chúng ta phải làm giống như bao bài tập mà chúng ta đã gặp trước đây, đó là chúng ta phải chuyển đổi số mol, và cụ thể ở đây là chúng ta phải chuyển đổi số mol của sắt và số mol của axit sulfuric từ khối lượng. Nếu như mà các bạn không nhớ được cái cách chuyển đổi số mol của các chất từ khối lượng thì mở lại cho cô sách giáo khoa trang 66. Sách giáo khoa trang 66 bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất ở mục 1 La Mã, đó là chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất, đã cho chúng ta công thức tính số mol dựa vào khối lượng. Đó là N bằng M nhỏ chia cho M lớn, với N là số mol, M nhỏ là khối lượng và M lớn là nguyên tử khối hay là phân tử khối của chất đó. Vậy thì dựa vào đây chúng ta có thể tính ra được số mol. Trở lại với lại bài tập số 5, sau khi mà chúng ta đã tính được số mol rồi thì chúng ta sẽ viết phương trình hóa học và mọi tính toán sẽ được tính toán theo phương trình hóa học. Tuy nhiên ở phần A người ta hỏi chúng ta đó là chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam. Vậy thì với cái bài tập này, để biết được chất nào còn dư và chất nào đã phản ứng hết thì chúng ta sẽ xét tỷ lệ của số mol theo đề bài chia cho tỷ lệ theo số mol theo phương trình hóa học. Từ đó nếu như chất nào nhỏ hơn, có tỷ lệ nhỏ hơn thì chất đó phản ứng hết và mọi tính toán sẽ được tính toán theo chất phản ứng hết. Và phần B người ta yêu cầu chúng ta đó là tính thể tích khí hydro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn. Thì việc chúng ta phải làm đó là tính số mol của khí hydro. Sau khi mà chúng ta tính được số mol của khí hydro rồi thì chúng ta sẽ áp dụng công thức tính thể tích. Nếu như các bạn không nhớ thì lại mở lại cho cô bài 19. Mục 2 La Mã, chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích chất khí. Người ta cho chúng ta tính công thức tính thể tích, đó là V bằng 22,4 nhân N, với V là thể tích và N là số mol. Như vậy là chúng ta sẽ tính được thể tích của khí hydro. Cô vừa hướng dẫn qua các bạn cách làm bài tập này, bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau đi giải chi tiết bài tập này nhé. Như cô đã nói rồi, việc đầu tiên mà chúng ta phải làm đó là tính số mol. Ở đây chúng ta sẽ tính số mol của Fe sẽ bằng M nhỏ của Fe chia cho M lớn của Fe. Và M nhỏ của Fe đầu bài cho đó là 22,4 gam, chia cho M lớn của Fe là 56, và kết quả ra được sẽ là 0,4 mol. Thứ hai đó là chúng ta tính số mol của H2SO4 sẽ bằng M của H2SO4 chia cho M lớn của H2SO4. M đầu bài cho đó là 24,5. M lớn của H2SO4 bằng 98 và kết quả chúng ta ra được sẽ là 0,25 mol. Sau khi mà chúng ta tính được số mol rồi thì chúng ta sẽ viết phương trình hóa học. Chúng ta sẽ có phương trình hóa học đó là Fe cộng H2SO4 sẽ tạo ra được FeSO4 cộng với H2. Và phương trình này đã được cân bằng rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ có tỷ lệ số mol theo phương trình. Tỷ lệ số mol theo phương trình sẽ là 1 chia 1 chia 1 và chia 1. Tiếp theo, chúng ta sẽ có tỷ lệ số mol theo đầu bài. Thì theo đầu bài, chúng ta vừa tính được số mol của Fe đó là 0,4 và chúng ta sẽ viết vào đây là 0,4. Số mol của H2SO4 chúng ta vừa tính được là 0,25. Rồi, vậy thì chúng ta để biết chất nào còn dư thì chúng ta sẽ xét tỷ lệ đó là 0,4 chia 1 và 0,25 chia 1. Chất nào mà nhỏ, có tỷ lệ nhỏ hơn thì chất đó sẽ phản ứng hết và chất lớn hơn thì sẽ là chất còn dư. Vậy thì sau khi xét thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng đó là H2SO4 phản ứng hết
đúng không? Và FE còn dư. Và mọi tính toán sẽ tính toán theo số mol của H2SO4. Và nhìn vào đây chúng ta thấy là theo phương trình hóa học, khi mà mọi tính toán theo số mol của H2SO4 thì cứ một mol H2SO4 thì sẽ phản ứng hết với một mol của FE. Suy vận ra chúng ta sẽ có theo phương trình hóa học, chúng ta sẽ suy ra được số mol của FE phản ứng sẽ bằng số mol của H2SO4. Do cứ một mol H2SO4 thì phản ứng hết với lại một mol FE, do vậy nên số mol FE phản ứng sẽ bằng 0,25 mol. Sau khi chúng ta tính được số mol của FE phản ứng rồi thì chúng ta sẽ tính được số mol của FE còn dư. Số mol của FE còn dư sẽ bằng số mol của FE đầu bài trừ đi số mol của FE phản ứng. Sẽ là 0,4 trừ 0,25. 0,4 trừ 0,25 kết quả sẽ là 0,15 mol. Rồi sau đó chúng ta sẽ tính được M của FE dư. M của FE dư sẽ được tính bằng công thức, đó là số mol FE còn dư nhân với M lớn của FE sẽ bằng 0,15 nhân 56. Và kết quả sẽ ra được là 8,4 gam. Và chúng ta đã tính được xong phần A và phần B. Người ta yêu cầu chúng ta đó là tính thể tích khí hydro thu được. Vậy thì nhìn cho cô vào phương trình hóa học, chúng ta cũng thấy đó là số mol của hydro cũng sẽ bằng với số mol của H2SO4. Vậy nên chúng ta sẽ có theo phương trình hóa học đã có số mol của H2 bằng với số mol của H2SO4 và cũng bằng 0,25 mol. Và suy ra được thể tích của H2SO4 như công thức cô vừa đưa cho các bạn ở đầu, đó là số mol của H2SO4 nhân với 22,4. Số mol chúng ta vừa tính được là 0,25 nhân 22,4. Kết quả sẽ bằng 5,6 lít. Như vậy là cô và các bạn vừa cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 5 sách giáo khoa trang 117. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài tập lần sau.